Xưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Mộc Nam Huy. Và trong ngày hôm nay, clip này Mộc Nam Huy xin trân trọng giới thiệu đến quý vị về hai bộ ghế làm trong phân khúc hàng tiêu chuẩn tại Mộc Nam Huy. Bộ cuốc đào chim cột 12, tay 12, chân 12 và là tay rồng. Thưa quý vị, đây là bộ ghế làm trong phân khúc hàng tiêu chuẩn, nhưng mà mặt ván là mặt ván tràn liền hoàn toàn, không ghép. Một bộ bao gồm 6 món, một ghế băng dài và hai chiếc ghế con, một cái bàn chè trung tâm và một cái đôn cao, một cái đôn thấp. Ở đây là hàng tiêu chuẩn chân đôn 8. Và cũng xin báo giá luôn quý vị, ở đây là hai bộ có mức giá là 30 triệu tại Mộc Nam Huy. Và là hàng còn thô, còn mộc 100%. Vâng, chi tiết thì đầu tiên là dàn tó đào. Đối với mẫu Minh Quốc đào thì luôn luôn là dàn tó đào rồi. Đây là dàn tó đào đục sim si tỉa tay. Đó, như quý vị thấy, nét đục cũng rất là mềm mại, rất là đều. Đủ các cái chi tiết nhé quý vị nhé. Đó, trái đào bông mai rồng hóa. Khác với bộ đào chim thì có thêm chi tiết con chim nữa, nhưng mà đây là bộ đào thường. Dàn tựa thì Mộc Nam Huy làm tựa chữ, đục chữ, đục chữ phúc lộc thọ với các bản tựa là dày 2,5 phân. Và hoàn toàn là các cái chi tiết ở trên những cái bộ ghế này, các cái chi tiết đục chạm này đều là cái chi tiết đục chạm xìm xi hết quý vị nhé. Đó. Tay thì là tay cột 12, cột là hoàn toàn không tâm không giật. Tay chống cũng tay chống 12. Và chống ở dưới đây là chống rồng quý vị nhé, chống rồng. Và chống rồng ở đây thì có độ dày là 5 phân. Vâng, mặt ván thì quý vị thấy đây, đây là mặt ván tràn và là dày liền hoàn toàn từ đằng trước ra đằng sau, không ghép quý vị nhé, không hề chắp ghép. Tại vì đúng ra theo tiêu chuẩn thì hàng thường thì sẽ có ghép ở đằng sau, nhưng mà đây là liền hoàn toàn, không chắp ghép. Và dàn vai là dàn vai được chi tiết rồng này, chân đầu lân chân móng. Vâng, đây là bộ ghế còn mộc hoàn toàn và cũng chưa, anh em cũng chưa có chà nhám quý vị nhé, chưa có chà nhám và cũng chưa có nước hay là sơn phết gì cả, cho nên rất nhiều cái chi tiết anh em chưa có chỉnh đốn, nhiều những cái phần keo đó, phần keo thừa anh em chưa có chà. Thế nhưng mà qua cái clip này thì Mộc Nam Huy cũng tranh thủ quay nhanh để giới thiệu đến quý vị. Và hai chiếc ghế con thì cũng tương tự là dàn tó đào. Tó đào tay cột 12. Đó, cột 12 hoàn toàn là không tâm không giật hết. Và tay chống cũng 12. Mặt ván cũng là mặt ván tràn liền hoàn toàn. Đây quý vị có thể theo dõi từ mặt ngang. Đây, tràn liền hoàn toàn. Ở đây thì tất cả các sản phẩm bàn ghế này trước khi sơn này, trong quá trình mà chúng tôi lưu kho ấy, thì luôn luôn là Mộc Nam Huy chúng tôi nhỏ keo ở đây. Đó, nhỏ keo để bảo vệ cái dàn mặt này, để hạn chế vấn đề lứt tép quý vị nhá. Đây này, đó là những đường keo anh em làm. Vâng, độ sạch sẽ của cây thì quý vị có thể qua cái video này, quý vị thấy rồi, độ cây rất là đều, sạch sẽ nhá. Đó, bông vân mặt cũng có chứ không phải là không. Đấy, bông vân cũng có đây, rất là đều, đẹp. Chiếc bàn này vân loang luôn này. Đó. Vâng, và đây là hàng tiêu chuẩn, quý vị nhớ nhá, hàng tiêu chuẩn không phải hàng VIP, cho nên các cái chân đôn ở đây là chân đôn 8 quý vị này, chân đôn 8. Đó, và đây là hai bộ ghế có sẵn quý vị nhé. Quý vị có thể tới Mộc Nam Huy và kiểm tra hai cái bộ ghế này, kiểm tra mộc hai bộ ghế này. Rồi quý vị ký tên, rồi bên Mộc Nam Huy chúng tôi sẽ sơn và bàn giao cho quý vị. Vâng, tất cả các cái hàng tiêu chuẩn hay là hàng VIP thì chúng tôi cũng đều bán cho quý vị một cách như vậy hết. Có nghĩa là quý vị cứ phải kiểm tra mộc trước, ký tên trước thì đâu đó để chúng tôi mới làm, mới bàn giao cho quý vị được. Vâng, bộ ghế này thì khi xếp ra như này thì chúng ta sẽ hết diện tích là bề ngang 2,6 m và bề dài là 2,1 m. 2,1 m vì chiếc cái băng này nó dài 2,1 m này quý vị này. Băng dài 2,1 m, cao 1,2 m, sâu 65 phủ bì. Bàn thì được làm với diện tích là rộng 60, dài 1,3 m. Vâng, bộ ghế này thì nó sẽ khá là ít các chi tiết đục chạm quý vị nhé. Nó sẽ không có đục chim ở đây, rồi cũng không có cái chi tiết dẹo tai bèo ở dưới đây đó. Và cái tay thì nó cũng là các dàn tay rồng, nó bé hơn những cái bộ tay nghê đó. Tuy nhiên thì bé thì nó có cái giá của bé quý vị nhé, nó bé nhưng mà bù lại thì được cái khoảng ngồi nó rộng rãi hơn, và được cái là giá thì nó rẻ hơn, và nhìn cái dáng ghế thì nó thanh thoát hơn, đặc biệt phù hợp cho quý vị có cái thu nhập trung bình. Quý vị muốn sở hữu những cái bộ ghế và cũng là chất liệu gỗ gõ đỏ, quý vị cũng muốn sử dụng những cái bộ ghế nó lâu dài đó, chất liệu nó tốt, quý vị sử dụng nó lâu và cũng giúp cho quý vị cũng hạn chế được về cái vấn đề gọi là lau chùi đó, khi quý vị vệ sinh thì nó cũng nhàn hơn, đỡ vất vả. Vâng, thì đây là hai bộ ghế làm trong phân khúc hàng tiêu chuẩn,
Thế nhưng mà mặt ván là mặt ván liền nhé quý vị nhé, mặt ván liền không ghép, khác biệt hoàn toàn đối với cái hàng có ghép ở đằng sau, quý vị phải để ý một chút trong các cái video của Mộc Lam Huy. Và đây hai bộ ghế Mộc Lam Huy báo giá quý vị là 30 triệu sơn hoàn thiện, tặng kèm kính mặt bàn cũng như là miễn phí vận chuyển cho quý vị ở trong phạm vi là 30 cây. Và một lần nữa thì sản phẩm được bảo hành trong thời gian 2 năm tại xưởng Mộc Lam Huy. Vâng, xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.